Alo, alo, hôm nay Duy Nguyễn sẽ dẫn các bạn chạy trên một cây cầu vĩ đại của thiên đường biển Key West của Florida nha các bạn. Các bạn sẽ rất là đáng tiếc nếu đến Florida rồi mà chưa từng lái xe đến Key West. Bảo đảm với bạn đây là một địa điểm được xem là bồng lai tiên cảnh chốn hạ giới mà không có nơi nào có được, với đại dương xanh thẳm bát ngát, đường chân trời, cánh hải âu lượn quanh. Loài người chúng ta thật nhỏ bé khi đứng trước đại dương các bạn ơi. Và các bạn sẽ cảm thấy người dân nơi đây họ chinh phục nè, cải tạo nè và bảo tồn thiên nhiên tốt đến giường nào. Và chủ đề ngày hôm nay tôi chỉ nói về cây cầu. Và đặc biệt video này được xem tốt nhất trên IT nha các bạn, tại quay theo cái chuẩn đó. Rồi bây giờ vô phần kiến thức hại não đây. Cầu Key West, cầu Seven Mile. Cầu này có tên là cầu Seven Mile nha các bạn. Là một cây cầu ở Florida Key, cái tên nó vậy đó, thuộc quận Monroe, Florida, Hoa Kỳ đó. Nó nối Nike, một phần của thành phố Marathon, Florida, tên nó vậy đó các bạn, ở Middle Key, với Little Duck Key, ở Lower Key, mà quá kỳ hoài, trong số những cái cầu dài nhất trên thế giới mà nó còn tồn tại tới ngày hôm nay kể từ lúc nó được xây dựng nha các bạn. Và nó là một phần của đường Overseas Highway ở Key. Cái đường này mà dịch ra tiếng Việt là giống như là đường đường cao tốc hải ngoại vậy các bạn. Tại Overseas mà là hải ngoại nha. Một phần của đường US Route 1, nhớ US Route 1 nha các bạn. Dài 2369 dặm. Nếu mà đổi ra km thì thôi các bạn tự đổi đi, nhưng mà thôi tôi biết các bạn làm biến lắm, để tôi đổi luôn cho chắc. Đó là khoảng 3813 km nha bạn, của Mỹ, cầu này của Mỹ. Rồi cái cầu được khánh thành vào ngày 24 tháng 5 năm 1982. Ai có ngày tháng năm sinh này trúng event nha các bạn. Mà tôi bảo đảm luôn mấy bạn mà sinh năm 1982 tới bây giờ chắc không có coi video của tôi đâu ha. Đó, và cái cầu này có tổng chiều dài là 10,8 km, đổi ra mile á là nó là 7 mile. Đó là lý do là cầu này có tên là 7 mile nha các bạn. À, chiều rộng của nó có 12 mét thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh, các bạn nhìn trên hình đó bạn thấy rồi. Và bạn thấy là Duy Nguyễn đang chạy xe bạt mạng trên cái cầu luôn đúng không bạn? Trời đất ơi, chạy xe trên cái cầu này phân tâm dữ lắm á. Nhìn cảnh trời nó đã các bạn, nhìn nước biển nó trong veo trong vắt, nó nhìn nó đã lắm, nó phân tâm lắm. Mà hên là cái đường ít người đi á, chứ mà nếu mà đường này nhiều người đi, khả năng xảy ra tai nạn chắc hơi bị dữ. Rồi, cái điều đặc biệt đó các bạn, chi phí xây cầu. À, chi phí xây cầu là có 45 triệu đô thôi nha các bạn. Nhưng mà là thời giá của năm 1982, nếu mà quy đổi ra thời giá năm 2003 của năm 2023 thì nó là 120 triệu đô. Theo các bạn là mắc hay rẻ? Xin vui lòng comment. Và cái nhịp dài nhất là 41 mét. Cái nhịp ở đây là khoảng cách giữa hai cái chân cầu nha các bạn, hai cái trụ cầu đó. Rồi cây cầu này nó có hai cây nha, một cây là cây mới và một cây là cây cũ. Thì cây cũ nó xây từ xưa là chút Duy Nguyễn nói sao, cây mới á là dành cho xe hơi chạy, là dành cho Duy Nguyễn chạy nè, còn cây cũ á là bây giờ nó chuyển thành cái cây cầu cho xe đạp với người đi bộ rồi các bạn ơi. Đó, rồi cây cầu cũ á thì ban đầu nó được gọi là cầu Nike nè, Bison Key Moser, trời mà dài quá, Channel Pocket Channel. Đó, Channel Pocket Channel, tên nó vậy đó. Chút xíu là Duy Nguyễn sẽ giải thích tại sao nó có cái tên khó hiểu như vậy. Được xây dựng từ năm 1909 đến năm 1912. Đó, khoảng thời gian có 3 năm thôi, các bạn tự ngẫm nha. Dưới sự chỉ đạo của Henry Flagler và Clarence Esco, như là một phần của đường sắt mở rộng Key West của đường sắt bờ Đông Florida, hay còn gọi là đường Overseas Railroad. À, sau khi tuyến đường sắt này bị hư hại do bão ngày lao động năm 1935. Xui các bạn, ở Florida biển mà vùng biển mà nó bão ghê lắm nha. Cái chỗ này là biển vùng vịnh các bạn, đó, vùng vịnh nó bão kinh lắm. À, tuyến đường sắt này đã được bán lại cho chính phủ. Thường thường á mấy công ty tư nhân các bạn, nó làm ăn mà nó băng taxi nó khổ gì đó, là nó sẽ phải bán lại cho chính phủ, gỡ vốn, hiểu không? Bên Mỹ nó vậy đó. Rồi xong rồi cái chính phủ đã sửa lại cái cầu Seven Mile này để cho xe hơi sử dụng. Đó, rồi các đoạn mà hư hao này nọ không có làm ăn gì được đó, năm 1935 cũng phải nâng cấp và tháo dỡ. Rồi đường ray thì nó bị tháo ra luôn, đường ray không chơi nữa, tháo ra tái chế các bạn, và sơn màu trắng lên, rồi mấy cây sắt nó sử dụng làm lan can của cầu đi bộ luôn. Đó, cầu này có nhịp xoay, để cho phép thuyền đi qua kinh Mosê. Đó, nhớ nha, cầu xoay chút cho bạn coi. À, của tuyến đường thủy nội địa ở bên Florida nó có đặc điểm á, là tất cả cái cầu nó bây giờ á, là nó có nhịp nâng nha các bạn, có nhịp nâng cao lên, và hồi xưa là nó xoay để chi, để cho gọi là tàu bè nó dướn chua qua được. Đó, giải thích cho các bạn hiểu. À, cơn bão Dona năm 1960 đã gây ra thêm thiệt hại cho cái cầu rất là ghê gớm các bạn. Rồi cái cầu đường bộ hiện tại được xây dựng từ năm 1978 tới năm 1982, ý nó là cầu Duy Nguyễn đang chạy đó. À, phần lớn cây cầu ban đầu vẫn còn tồn tại, mặc dù nhịp xoay đã bị dỡ bỏ. Đoạn dài 2,2 dặm, tức là 3,5 km đến Bison Key, được sửa làm cầu tàu và câu cá, mở cửa lâu dài cho các phương tiện cơ giới đến tiếp cận The Key. The Key là cái chuỗi địa danh nằm đây nè. Đã bị đóng cửa đối với phương tiện cơ giới năm 2008. Số liệu nhiều quá, nhức đầu thiệt chứ ta. Sau khi các đoạn không được hỗ trợ, nó bắt đầu võng xuống, tức là nó bị cong cong xuống đó bạn.
Đó, năm 2014, Sở Giao thông Vận tải Florida đã phê duyệt một kế hoạch có trị giá là 77 triệu đô la để khôi phục lại cây cầu cũ. Có hai cây cũ mới làm hoài. Đến năm 2017, một đoạn dành cho người đi bộ đã bị đóng cửa để sửa chữa toàn diện và mở cửa trở lại vào tháng 1 năm 2022. Rồi cây cầu mới á, là có một cái cấu trúc dầm hộp được xây dựng từ cát bê tông đúc sẵn nha các bạn. Ứng suất trước bao gồm 440 nhịp, gồm trung tâm cái cầu nhô lên theo hình vòng cung, có hình cho các bạn coi đó, để tạo khoảng cách an toàn cao 65 phút, khoảng chừng 20 mét cho thuyền đi qua. Cầu mới không bắt qua Vision Key. Đó, nó khác cái cầu cũ ở chỗ đó nha. Tổng chiều dài của cái cầu mới thực tế là 35.862 feet, nó khoảng hơn 10 cái số đó bạn, đã nói rồi, hoặc là 7 dặm đó, và ngắn hơn so với cái cầu cũ ban đầu đó. Cái cầu mang theo đường ống dẫn nước Foraki cung cấp nước cho các điểm phía tây cũng như cáp quang internet internet các kiểu đã đến các đảo luôn. Rồi mỗi tháng 4 cây cầu đóng cửa khoảng 2,5 giờ vào thứ bảy để tổ chức giải chạy cầu 7 dặm đó, ghê chưa, marathon đó bạn, kỷ niệm xây dựng dự án cầu tại Foraki. Sự kiện này bắt đầu vào năm 1982 để kỷ niệm việc hoàn thành chương trình xây dựng cầu do liên bang tài trợ, thay thế các nhịp cầu mà ông trùm dầu mỏ Henry Flagler đã xây dựng vào những năm 1900 để làm nền móng cho đường sắt hải ngoại của ông. Đó, cầu Seven Mile được thiết kế bởi Fritz Merkler Engineer. Người này cũng thiết kế luôn cái cầu mà Sunshine Skyway. Cái cầu Sunshine Skyway nó nằm ở Tampa đó các bạn. Và Duy Nguyễn cũng đã đi qua cầu này rồi. Công trình đã hoàn thành thời hạn trước 6 tháng và giành được 8 giải thưởng, bao gồm những giải thưởng đặc biệt cho sáng kiến tiết kiệm chi phí từ Cục Quản lý Đường bộ Liên bang. Chinh phục những cái cầu là nằm ở trong thú vui và là sự trải nghiệm của Duy Nguyễn nha các bạn. Duy Nguyễn rất thích khám phá những cái gì nó mới lạ ở những cái chốn mà nó cũng mới lạ luôn. Mà để làm những cái video dạng như nó cực quá bạn, nó phải ngồi đó tìm hiểu thông tin đồ nhức đầu nhức óc quá trời quá đất luôn. Thì chủ yếu là cho các bạn coi cảnh là chính thôi, cho và các bạn biết được trên đời này ở bên Florida Key West á, nó có cái cầu nó tên là cầu 7 dặm rất là nổi tiếng. Nếu mà các bạn có dịp đến đó thì các bạn hãy ghé và các bạn chinh phục cái cầu này, và các bạn hãy đậu xe ở những cái trạm dừng chân đó để mình chụp ảnh với con cái hay với người yêu hay với ghệ gì đó để làm những cái kỷ niệm ở trên những cái chuyến đi, những cái nơi đẹp của trần gian mà mình đặt chân đến. Điều đó cực kỳ quan trọng nha các bạn. Rồi mà nói nha các bạn nhé, ủng hộ Súp với tập gym để có kinh phí làm video nha các bạn.